Đây có anh khách đến từ Từ Sơn này, anh đã lấy cái bộ dàn B12 kết hợp ở chân loa súp KF560, một đẩy vang, một lâm tiếng và một mic. Đó, bây giờ là anh đặt cọc trước thì tối nay anh em chúng em sẽ về lắp đặt cho gia đình mình anh. Rồi, em giới thiệu. Khách đi từ dưới Bắc Linh, từ Sơn Bắc Linh để xuống lấy cái bộ dàn này đây. Các bác anh em nếu mà yêu thích cái bộ dàn này có thể để lại cho chúng em xem một like nhé.